ấm rồi hả? Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nói về chia sẻ với các bạn cho góc chị em phụ nữ, các bạn học sinh nữ, các bạn đang dạy thì nha. Đây là góc của các bạn nữ nên các bạn nam có thể là nếu không muốn xem thì có thể lít đi video khác nha. Rồi các bác, có rất là nhiều bạn học sinh gửi tin nhắn về fanpage hỏi là tại sao mà mấy bạn giảm cân mà bị tắc kinh, và tắc kinh thì giải quyết như thế nào và chỉnh lại như thế nào. Thì cái đó thì thường mỗi tháng mấy bạn sẽ có một lần đúng không? Rồi, nên và nó sẽ không đến nếu như các bạn mắc những cái nguyên nhân sau đây. Ví dụ như các bạn ăn uống không đều. Các bạn thường, hồi xưa mình là học sinh mình cũng như vậy. Mình thường ngủ đến sát giờ đi học, xong rồi mình đi học luôn. Trưa mình về mình sẽ uống nước ngọt trước cho tỉnh. Sau đó là mình mới mình coi phim đến 2-3 giờ chiều mình mới ăn. Xong rồi đêm là mình sẽ ăn nhiều. Thì đó là tại sao không ăn uống không đều. Tại vì là sáng mấy bạn bỏ bữa sáng này, nên mấy bạn, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mấy bạn ăn quá cay hoặc là quá nóng hoặc là quá dầu mỡ thì các bạn cũng sẽ bị tắc kinh nha, kéo dài thời gian dài. Cái nữa là giờ giấc sinh hoạt thất thường, đó là mỗi người đều có một cái đồng hồ sinh học đúng không? Thì mấy bạn nên thức và sinh hoạt theo mặt trời, giống như Ryan hay nói là sáng mặt trời dậy thì chúng ta sẽ thức dậy giờ đó. Sau đó thì tối thì chúng ta lên giường đi ngủ sớm sẽ tốt cho các bạn nữ hơn về da dẻ, về sức khỏe. Cái thứ tư là tâm sinh lý các bạn sẽ bất ổn. Ví dụ như là quá buồn, quá căng thẳng hoặc có cái gì đó làm mấy bạn không vui, mấy bạn bị quá kích động hay gì đó, hoặc là bị ức chế tinh thần thì mấy bạn sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của mấy bạn. Mình bị rồi, ví dụ như là khi mình căng thẳng thì mình sẽ không muốn ăn gì cả, hoặc là mình sẽ bị đau bụng. Khi nào mình làm việc áp lực thì áp lực mà mình quên uống nước thì mình sẽ bị đau bụng. Cái nữa là hiện giờ trên các trang Facebook, YouTube hay Instagram hay các kênh thông tin như là báo chí này kia thì các bạn sẽ tìm được tất rất rất là nhiều phương pháp giảm cân. Và các bạn tìm hiểu nó thì nên đa chiều tí, đừng có phiến diện quá, đừng có. Ví dụ như là thường những bạn ăn kia sai cách sẽ bị tắc kinh. Ví dụ như là cắt hoàn toàn tinh bột cơm khoai này kia kia nào, và hoặc là nhịn ăn hoàn toàn cả ngày chỉ ăn một tô phở đó. Mấy bạn không tin các trường hợp này, mấy bạn có thể vô fanpage Ryan Lâm Fitness để mấy bạn coi lướt mình chụp những trường hợp đó. Mấy bạn nghĩ là nó sao lại có những người ngớ ngẩn áp dụng những cách đó, nhưng mà thật ra là có rất nhiều bạn áp dụng những cách đó. Hoặc là các bạn cứ nghĩ là sáng ngủ dậy uống một ly chanh mật ong thì các bạn sẽ giảm cân. Không, không phải là mấy bạn uống vô mấy bạn sẽ tan mỡ đâu. Hoặc là mấy bạn uống nước chanh không đường hoặc là quá chua thì mấy bạn sẽ bị tắc kinh thôi. Và một khi tắc thì mấy bạn sẽ lấy lại rất là khó, bởi vì nó giống như nó bị lỗi nhịp sinh học ấy. Nên mình sẽ đề xuất cho các bạn những cách dễ thực hiện và kiêng tất cả những thói quen của học sinh sinh viên chúng ta. Mình từng trải qua thời sinh viên rồi, mình biết gần trường mình có đồ ăn sáng, có bột chiên, có chè, bột chiên, chè, trái cây đĩa, siro đá bào, bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, rồi cá viên chiên đó, thì chúng ta sẽ hạn chế hoặc là bỏ luôn. Ví dụ như là bạn phải, thường mấy bạn sẽ nhắn tin vô là anh ơi, buổi sáng em dậy bận rộn quá, em không kịp ăn, em uống sữa được không, em ăn ngũ cốc được không, hay là em ăn chuối thay cho bữa ăn được không. Thì các bạn không nên nhé, bởi vì là từ tất cả các kênh và trên tivi tùm lum tùm la nơi thì nó đều nói là bữa sáng là bữa quan trọng, nên các bạn cần phải ăn sáng. Nếu các bạn không có điều kiện ăn bún bò, phở bò thì hãy ăn bánh mì trứng và xôi. Thường là ra anh sẽ khuyên các bạn là nên ăn bánh mì trứng thay vì bánh mì thịt hoặc là bánh mì xíu mại, bởi vì bánh mì trứng là nó là mới nhất, làm mới nhất, đổ quả trứng vô chiên tươi ngon ra mấy bạn ăn vẫn còn nóng. Còn thịt thì quay đi quay lại và tẩm ướp rất là nhiều, và bạn sẽ không biết được nguồn gốc của miếng thịt đó.
nên nếu bạn nào bụng yếu thì các bạn sẽ bị đau bụng đó, nên các bạn cần phải dậy sớm một chút và ăn sáng, dậy sớm một chút này, xong đánh răng rửa mặt này, xong chải chuốt đầu óc, rồi thay đồ, ăn sáng, đi học, ăn bánh mì trứng. Và đừng, nói chung là đừng uống cái gì thay bữa sáng. Bữa sáng mấy bạn cần phải ăn, và khi ăn thì nhớ ăn rau. Nếu ai không ăn được đồ chua thì hãy ăn dưa leo và hành ngọt. Thường mình sẽ ăn bánh mì trứng không đồ chua và hai cây dưa leo đó, tạm ổn, đủ chất dinh dưỡng, rẻ 10.000. Còn nếu ổ hai trứng sẽ là 12.000 tùy nơi. Rồi các bạn đừng nên ăn, cái nữa là các bạn đừng nên ăn quá ngọt, ví dụ như là sô cô la này, kẹo này. Rồi có bạn còn hỏi là em ăn bánh AFC, bánh chocobai hay là các bánh như custard thay bữa ăn được không? Thì không nha mấy bạn. Mấy cái đó, hay là còn bánh gì nữa ta, bánh Danisa, cái đó chỉ là bánh để ăn vặt thôi, mấy bạn không thể ăn 5 cái đó để thay một cái bữa ăn của mấy bạn được, đúng không? Đó, mình sẽ đọc các cái mấy bạn cần tránh nha. Sô-cô-la nè, các loại bánh mình vừa kể nè, cà phê đen. Nếu bạn nào ghiền uống cà phê thì hãy uống cà phê sữa, bởi vì cà phê, hoặc là đừng uống cà phê quá đậm, bởi vì uống cà phê đậm thì nó sẽ làm bạn bị nóng trong người và bạn sẽ bị tắc kinh đó. Thứ hai là tránh xa các đồ dầu mỡ. Ở cổng trường thì có rất là nhiều chả giò, bánh, cái bánh gì để trong cái chén xong rồi hấp lên ăn với nước mắm này, rồi cá viên chiên này, tất cả các loại cá viên chiên, tả bí lù, xúc xích chiên. Bởi vì thà mấy bạn mua ở siêu thị mấy bạn về mấy bạn chiên thì không, thì còn đỡ, là mấy bạn biết nguồn gốc và có thương hiệu rõ ràng. Còn những loại kia người ta nhập, người ta lấy hàng đâu bạn không biết, bạn ăn vô bạn sẽ bị, nếu xui nó thiêu bạn sẽ đau bụng, tiêu chảy. Nếu mà hên là nó không bị thiêu á thì nó sẽ tàn phá sức khỏe các bạn hàng ngày đó. Tiếp theo, một món gần cổng trường rất là mát và ăn buổi trưa rất là ngon, đó là trái cây đĩa. Trái cây dĩa trường mình bán là 10.000 một dĩa, trên nó còn có đá bào, xong rưới siro màu hồng hồng, xong mày thêm một chút sữa đặc, ăn cực kỳ phê luôn. Nhưng mà thứ nhất là trái cây đó người ta mua lại những cái chỗ trái cây đã bị qua ngày rồi, trái cây không còn mới, hoặc là giờ trái cây Trung Quốc rất là nhiều đó, mấy bạn sợ trái cây là vậy. Cái nữa là siro cũng không nguồn gốc, rồi các bạn ăn những cái đó vô, hay bữa trưa thì các bạn ăn một ngày chưa có kết quả đâu, ăn nhiều ngày tích lại, mấy bạn sẽ thấy là mấy bạn sẽ tăng mỡ và mấy bạn sẽ bị tắc kinh. Bánh tráng trộn, bánh tráng, bánh đa. Bánh tráng trộn có rất là nhiều dầu mỡ, thêm nữa là trong đó có một cái thành phần đó là khô bò, dù là cái sợi màu nâu hay cái sợi màu đen thì cũng rất là nguy hiểm, nên chúng ta nên tránh xa món đó. Mặc dù món đó rất là ngon và rất là hấp dẫn, buổi trưa ăn cái đó cộng thêm uống nước ngọt rất là phê, nhưng mà chúng ta hãy chia tay nó nếu các bạn đang muốn lấy lại cân nha. Các bạn cần phải ăn uống điều độ này. Mì gói không nên ăn mì gói luôn, nước ngọt, tất cả các loại nước ngọt đều, nếu lâu lâu mấy bạn uống một lon thì không sao, còn nếu một ngày uống 6 lon như trên cái clip bò hút thì mấy bạn sẽ bị rụng răng khi cắn quả táo đó. Bạn nào muốn coi cái bài viết đó thì lên fanpage nha. Rồi bây giờ chúng ta đến cách khắc phục. Còn cái gì em ta? Các bạn thức khuya, thức khuya, ăn đêm, coi phim, rồi sau mày sáng ngủ, bỏ bữa sáng đó. Rồi mấy bạn hay hỏi là em ăn bánh đa cho đỡ buồn miệng hay không, thì nói chung là mấy bạn nên bỏ dần cái tập, cái thói quen mà mấy bạn nhai nhóp nhép đi. Bất kỳ mấy bạn ăn cái gì mà số lượng nhiều thì cũng nguy hiểm cả, đúng không? Không tắc kinh thì cũng tăng mỡ, chúng ta cần tránh hai cái đó mà. Rồi bây giờ chúng ta cần phải thay đổi là một ngày chúng ta sẽ uống 2 lít nước. Không nên để khi nào cơ thể đói khát rồi mấy bạn mới uống mới ăn nha. Nên uống nước khi cứ cách một chút là uống một ngụm nước đi, để cho nó thoải mái tinh thần và mấy bạn sẽ tập thói quen uống nhiều nước thì sẽ tốt cho da hơn, da sẽ đẹp và nó đào thải chất độc ra bên ngoài qua tuyến mồ hôi hay là các đường khác đó vậy nha. Và các bạn nữa là
nên thay đồ 1 đến 2 lần trong một ngày. Ví dụ như là sáng mấy bạn đi học đúng không, mấy bạn thay đồ đi học, xong trưa mấy bạn về. Mấy bạn về thì mấy bạn nên tắm rửa qua, rửa mặt sạch sẽ rồi thay đồ ở nhà. Và kèm lúc đó thì theo mình đọc thì một ngày chúng ta nên thay đồ lót 2 đến 3 lần để giữ cho thân thể chúng ta được sạch và tránh các vi khuẩn. Và sau đó chúng ta sẽ vệ sinh đồ lót bằng cách là rửa qua nước ấm, sau đó mới giặt bằng xà bông. Mà mình thấy là cách mà mọi người thường dùng là không dùng cái gì ta, dùng xà bông tắm, cục xà bông, cục xà phòng á mấy bạn đó. Và nếu mà chúng ta không nên phơi đồ lót chung với nhau nhé, đặc biệt là mấy bạn ở ký túc xá nó dễ lây nhiễm bệnh phụ khoa lắm. Chúng ta là phụ nữ nên chúng ta cần tránh những vấn đề đó. Các bạn nên phơi đồ của mình riêng ra và phải bảo vệ và không phơi đồ lót qua đêm. Nếu phơi qua đêm thì các con vi khuẩn và không khí ẩm, con vi khuẩn tới đây rồi và thì nó sẽ làm mấy bạn bệnh á. Mấy bạn nên kỹ với cái đó, tại vì các bạn con gái mà còn nhỏ mà mấy bạn bị bệnh phụ khoa rồi viêm ngứa này kia, mấy bạn sẽ rất là khó điều trị và cơ thể mình sẽ có một cái mùi nó, mấy bạn sẽ rất là tự ti khi tiếp xúc với người khác, bởi vì bạn luôn cảm thấy là cơ thể mình bị bốc mùi á, cứ như là mấy bạn bị đổ mồ hôi nách đó. Nên các bạn cần phải tắm rửa sạch sẽ, giữ cơ thể sạch sẽ và thay đồ thường xuyên. Tuy là tốn công giặt nhưng mà phòng mình đỡ hơn là chữa bệnh đúng không? Đó, rồi các bạn nên tập thể dục mỗi ngày. Bạn nào mà bệnh quá thì hãy chạy bộ hoặc tập 15 phút, 10 phút. Trên kênh YouTube có rất là nhiều bài như vậy. Nói chung là không quá nhiều bài dài đâu, nhưng ít nhất thì mấy bạn nên dành một khoảng thời gian ra. Nếu không tập được cả tuần 6 ngày thì các bạn có thể tập 4 ngày, 3 ngày vẫn tốt hơn là mấy bạn không tập. Và chúng ta phải ăn ngủ đúng giờ này, ngủ đủ giấc này. Con gái ngủ đủ giấc thì sẽ không bị thâm mắt này, không bị da dẻ nhăn nheo và các đốm đồi mồi đó. Rồi đến phần trái cây, chúng ta phải ăn nhiều rau và trái cây. Trái cây thì chúng ta có thể ăn liệu cơm gấp mắm đi nha, tùy điều kiện các bạn. Cam, quýt, bưởi, thanh long, dưa hấu, vân vân và vân vân. Trừ ra các đồ nóng như là sầu riêng này, chôm chôm này, xoài chín, vải, nhãn. Thì các bạn nếu ăn nhiều cái đó thì các bạn cũng bị nổi ghèn này, hoặc là nói chung là nếu combo tất cả cái đó lại thì mấy bạn sẽ tắc kinh đó. Và thời gian mà mấy bạn mà chữa tắc kinh đó là không phải là mấy bạn thực hiện 1 tháng rồi nó sẽ có kết quả đâu. Thường chúng ta sẽ mất từ 3 đến 4 tháng để cơ thể cân bằng lại, từ đó nó mới ra một chút đó. Và mấy bạn nên lựa chọn cái loại băng vệ sinh phù hợp với mình. Nếu mà bạn nào mà bị dị ứng thì đừng nên chọn những loại có mùi. Rồi nếu mà da mẫn cảm thì đừng nên chọn những loại lưới, mà hãy chọn loại mặt bông. Rồi bạn nào thích the mát thì chọn full fat vậy thôi. Và cái chính là mấy bạn phải ăn nhiều rau này. Mỗi bữa là phải có cơm này, cơm, thịt nạc, cá nạc, trứng, một trong các loại đó. Và ăn rất là nhiều rau. Rồi sơ qua là mình không biết là mình còn nói thiếu cái nào không. Nếu mà mình nói thiếu cái nào thì các bạn hãy comment góp ý cho mình biết nha, để mình làm phần 2. Rồi nếu bạn nào mà bị tâm sinh lý bất ổn căng thẳng thì như ra anh chỉ hôm qua là hôm qua anh chỉ cái gì đó, đập bao cát hoặc là ra đấm gốc cây, đừng có đánh người là được, thì mấy bạn sẽ xả stress. Hôm qua mình đã chạy từ siêu thị lên đây và từ đây xuống nó hết 4 phút, ra đo ước tính là khoảng 800 mét trong vòng 4 phút đó. Mấy bạn mỗi ngày cứ chạy như vậy đi thì nó sẽ tăng trao đổi chất, mấy bạn sẽ ăn được nhiều hơn này, ăn ngon hơn này. Và nếu mà bạn nào mà bị tắc kinh trong thời gian dài 1 đến 2 năm do giảm cân sai cách, do uống thuốc giảm cân hay là do các bạn cắt giảm quá nhiều một cách đột ngột thì mấy bạn nên đi khám, nên đi siêu âm. Từ đó bác sĩ sẽ đề xuất cho các bạn các loại thuốc phù hợp và bạn phải cần thay đổi thói quen này. Chứ mấy bạn đừng, như mình nói trong mấy video khác thì mấy bạn đừng là nếu mà đau quá mà mấy bạn uống thuốc, uống nhiều quá thì sẽ bị lờn thuốc. Chúng ta nên tránh xa những loại thuốc ra nếu mà không quá cần thiết, đúng không? Rồi, mình kết thúc chương trình của mình ở đây, đã hết một tờ giấy rồi. Bye bye.